Các quan chức an ninh Israel và Palestine đang nhóm họp tại thành phố Aqaba của Jordan với mục tiêu là nối lại các hoạt động hợp tác an ninh và kiềm chế căng thẳng sau loạt vụ đụng độ chết người giữa hai bên trong thời gian vừa qua. Tham dự hội nghị hiếm hoi giữa các quan chức an ninh Israel và Palestine có đại diện của Ai Cập và Mỹ nhằm nỗ lực ngăn chặn nguy cơ bùng phát bạo lực trước thềm tháng lễ Ramadan bắt đầu từ ngày 22 tháng 3 tới. Kết thúc hội nghị, các bên ký một loạt thỏa thuận, trong đó có thỏa thuận thành lập một ủy ban an ninh chung để tăng cường cơ chế hợp tác an ninh giữa Israel và Palestine trong thời gian tới. Bất chấp yêu cầu từ phía Palestine, các quan chức Israel tham dự hội nghị đã không rút lại quyết định công nhận 9 tiền đồn định cư và kế hoạch xây dựng thêm 9.500 đơn vị nhà ở tại bờ Tây. Tuy nhiên, phía Israel cũng tạm ngừng phê chuẩn xây dựng các khu định cư mới trong giai đoạn từ 4 đến 6 tháng tới. Hai bên cũng đồng ý giữ nguyên hiện trạng tại đền thờ Al-Aqsa và cùng nhau thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin lẫn nhau. Syria thì đang rơi vào tình cảnh thảm họa chồng thảm họa sau 12 năm nội chiến và trận động đất lịch sử ngày 6 tháng 2 vừa qua. Tới lúc này thì Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia đã tăng cường viện trợ cho Syria, song công tác cứu trợ cho người dân nước này thì vẫn còn nhiều khó khăn. Giám đốc điều hành chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc David Beasley kêu gọi tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các chuyến hàng viện trợ nhân đạo tới Syria. Phần lớn người dân tại khu vực Tây Bắc Syria sống chủ yếu dựa vào viện trợ nhân đạo trước khi thảm họa động đất xảy ra. Tuy nhiên, các cuộc không kích bằng máy bay không người lái trong 2 ngày qua tại Tây Bắc Syria khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Cũng trong 2 ngày qua, một máy bay của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE chở 105 tấn hàng hóa gồm thực phẩm, trang thiết bị y tế, chăn màn và đồ dùng trẻ em đã đến sân bay Damas. Hai máy bay khác chở hàng viện trợ cũng đã tới sân bay Latakia ở phía tây Syria, giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau khi xảy ra động đất, UAE cam kết viện trợ 13,6 triệu đô la cho Syria, sau đó thông báo viện trợ thêm 50 triệu đô la. Hiệp hội các nhà nhập khẩu than của Đức cho biết là nước này đã mua tổng cộng 44,4 triệu tấn than trong năm ngoái, tăng 8% so với năm 2021, và Nga thì vẫn là nhà cung cấp than lớn nhất của Đức. Nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga vào Đức trong năm ngoái giảm 37% so với năm 2021, nhưng Đức vẫn phải mua khoảng 13 triệu tấn từ các quốc gia khác, chiếm khoảng 29% tổng lượng nhập khẩu. Ngoài Nga chiếm phần lớn, các nhà cung cấp than cho Đức gồm Mỹ, Colombia, Nam Phi và Australia. EU đã cấm nhập khẩu than từ Nga vào ngày 10 tháng 8 năm 2022 như một phần của gói trừng phạt liên quan đến chiến sự tại Ukraine. Năm 2021, Nga chiếm khoảng 70% lượng than nhập khẩu của khối, trong đó Đức và Ba Lan đặc biệt phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga. Đức đã buộc phải tăng cường sử dụng than trong những tháng gần đây do tình trạng thiếu năng lượng và giá điện tăng cao. Điều này mâu thuẫn với cam kết lâu dài của Đức về chống biến đổi khí hậu. Chính phủ Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu lúa mì từ tháng 5 năm 2022 do những tác động ngày càng lớn từ việc nhiệt độ tăng cao và sản lượng thì ngày càng thấp. Nguồn tin từ chính phủ và các nhà sản xuất lúa mì thì cho biết họ sẽ không kỳ vọng lệnh cấm xuất khẩu lúa mì này sẽ được gỡ bỏ cho đến giữa năm 2024. Chính phủ Ấn Độ mới đây đã thành lập một ủy ban chuyên trách giám sát các tác động ngày một lớn của nhiệt độ đối với sản lượng lúa mì sau khi ghi nhận nhiệt độ cao trên mức trung bình tại một số bang trồng lúa mì truyền thống. Là nhà sản xuất lúa mì lớn thứ hai thế giới, Ấn Độ cũng là nước tiêu thụ lúa mì nhiều thứ hai toàn cầu. Ước tính nhu cầu lúa mì của cả năm 2023 có thể tăng hơn 4% lên mức kỷ lục 112,2 triệu tấn. Tuy nhiên, mùa đông ít mưa khiến nhiệt độ tăng cao ở một số vùng phía Bắc, nơi lúa mì được trồng phổ biến, dẫn đến mất năng suất, giảm sản lượng. Tính tới ngày 1 tháng 1, dự trữ lúa mì tại các kho của chính phủ Ấn Độ giảm 47,9%, còn 17,2 triệu tấn. Giá lúa mì tại Ấn Độ cũng cao lên mức cao nhất trong lịch sử là gần 400 đô la Mỹ một tấn trong tháng 1. Nhiều khả năng chính phủ Ấn Độ sẽ đưa ra quyết định về việc gia hạn lệnh cấm xuất khẩu lúa mì vào cuối tháng 3 tới.